Sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515, tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để tổng kết thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có các thành viên Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành địa phương có liên quan. Thực hiện chỉ thị 24 ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Chính trị, các quyết định số 75, 35 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia và các cấp đã tập trung nghiên cứu đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và các văn bản quy định về chế độ chính sách và công tác bảo đảm kịp thời, đồng bộ, hiệu quả. Công tác lãnh đạo chỉ đạo quán triệt triển khai được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, các chế độ chính sách được bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, bố trí, quản lý sử dụng ngân sách đúng mục đích, quản lý khai thác sử dụng có hiệu quả các phương tiện, trang bị, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ. Kết quả từ năm 2013 đến nay, toàn quốc tìm kiếm quy tập được 21.228 hài cốt liệt sĩ, đã đáp ứng phần nào mong mỏi của nhân dân và thân nhân các gia đình liệt sĩ, tăng thêm niềm tin của nhân dân và đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất xây dựng chế độ, chính sách và công tác bảo đảm cho các tổ chức cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, thể hiện đúng mức sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, bảo đảm bao quát toàn diện đồng bộ, linh hoạt theo sự phát triển của tình hình, phù hợp các quy định chung của pháp luật, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, các lực lượng, đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế, huy động các nguồn lực hỗ trợ các hoạt động, góp phần động viên thúc đẩy các lực lượng làm nhiệm vụ thiêng liêng này, qua đó hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành.